không cần đến một nghiên cứu nào để nói với những người lớn tuổi rằng khó có được một giấc ngủ ngon khi chúng ta già đi. Điều này cũng đúng với nhiều loại động vật có vú. Tuy nhiên, sinh học đằng sau hiện tượng đó vẫn chưa được hiểu rõ. Nghiên cứu mới đã cung cấp một số hiểu biết về những đêm mất ngủ của người già và người cao tuổi. Báo cáo trên tạp chí Science, các nhà điều tra đã sử dụng mô hình chuột để xác định rằng mạch não giúp kiểm soát giấc ngủ và sự tỉnh táo bị phá vỡ theo thời gian. Đồng tác giả nghiên cứu và giáo sư Louis de Lechea của Đại học Stanford, Louis de Lechea, nói với AFP rằng hơn một nửa số người từ 65 tuổi trở lên phàn nàn về chất lượng giấc ngủ. Trong khi có một số phương pháp điều trị chứng mất ngủ, chẳng hạn như thuốc thôi miên như Ambien, chúng không hiệu quả lắm đối với người cao tuổi. Thiếu ngủ có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe và có liên quan đến các bệnh bao gồm bệnh tiểu đường và bệnh Alzheimer. Nghiên cứu trước đây của De Lechea và những người khác đã chỉ ra rằng các phân tử được gọi là hypocretin đóng một vai trò trong việc ổn định sự tỉnh táo. Sự suy thoái của hypocretin cũng đã được chứng minh là dẫn đến chứng ngủ rũ ở các mô hình chuột và chó, và cả con người. Hypocretin được tạo ra bởi một số lượng tương đối nhỏ tế bào thần kinh SCAT tập trung trong một vùng của não được gọi là vùng dưới đồi. Được biết là có liên quan đến việc điều chỉnh giấc ngủ. Các tế bào thần kinh khác sản xuất nhiều loại hormone cũng được tìm thấy ở vùng dưới đồi. Một cơ quan điều hòa trung tâm của nhiều chức năng quan trọng. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng hai nhóm chuột. Một nhóm ở độ tuổi từ 3 đến 5 tháng và nhóm khác với những con chuột già hơn từ 18 đến 22 tháng tuổi. Sử dụng ánh sáng, các nhà nghiên cứu kích thích các tế bào thần kinh cụ thể và ghi lại tín hiệu. Nghiên cứu này tiết lộ rằng ở những con chuột già hơn có sự mất đi các chất hypocretin. Mức giảm là khoảng 38% so với những con chuột trẻ hơn. Các hypocretin ở những con chuột già cũng bị rối loạn chức năng, chúng bị kích động quá mức và dễ bị kích động. Vì vậy các loài động vật dễ bị đánh thức hơn từ giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng các kênh kali có thể đang xấu đi, dẫn đến khả năng hoạt động quá mức. Nếu con đường sinh hóa liên quan trực tiếp đến con người được xác định và xác nhận, nó có thể dẫn đến việc phát triển các loại thuốc tốt hơn để điều trị chứng mất ngủ ở những người older. Cũng có một loại thuốc động kinh hiện có tên là Retigabine, nhắm vào một con đường tương tự và có thể có triển vọng, De Lechea nói. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!